Tây Ban Nha thắng Croatia 5-4 trong loạt đá luân lưu sau 120 phút hòa 0-0 ở trận chung kết tối 18 tháng 6. Trái với sự cởi mở của trận Tây Ban Nha thắng Croatia 5-3 ở vòng 1/8 Euro 2021, hai đội chơi chặt chẽ hơn khi tái ngộ ở chung kết Nations League. Với khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, Tây Ban Nha vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, Luka Modric và đồng đội đủ lì lợm để đưa trận đấu đến loạt luân lưu. Đầu hiệp 1, thủ môn Dominic Livakovic mắc sai lầm suýt tặng cơ hội đệm bóng cho Alvaro Morata. Gavi cũng uy hiếp khung thành Croatia. Tiền vệ câu lạc bộ Barca cướp bóng rồi sút xa chệch mục tiêu. Tây Ban Nha có thể đã không cần đến loạt luân lưu. Cuối hiệp 2, Ansu Fati bỏ lỡ cơ hội vàng từ cự ly chỉ 6m. Trận đấu thêm phần kịch tính khi Nacho chèn ngã Lapro Maier trong vòng cấm Tây Ban Nha ở phút 100. Trọng tài Felix Zweier không cho Croatia hưởng phạt đền. Ông cho rằng Maier đã chạm bóng đủ nhiều để không cấu thành lỗi cho hậu vệ Tây Ban Nha. Trong loạt đá luân lưu, Unai Simon trở thành người hùng của Tây Ban Nha. Thủ môn câu lạc bộ Bilbao cản được hai quả luân lưu của Maier ở lượt sút thứ tư và Bruno Petkovic ở lượt sút thứ sáu. Tây Ban Nha chỉ hỏng một quả với cú đá của Aymeric Laporte ở lượt sút thứ năm. Trong khi đó, Vlasic, Brozovic, Modric và Perisic sút thành công cho Croatia, còn Joselu, Rodri, Merino, Asensio và Carvajal sút thành công cho Tây Ban Nha. Sau khi Simon đẩy được cú sút của Petkovic, Carvajal bình tĩnh sút kiểu Panenka đem lại chiến thắng 5-4. Carvajal sút quả luân lưu quyết định trong trận chung kết Nations League tối 18 tháng 6, Tây Ban Nha giành Nations League lần đầu tiên. Thành tích tốt nhất của đội bóng áo đỏ trong quá khứ là vào chung kết năm 2021 và thua Pháp 1-2. Trong khi đó, Modric và đồng đội một lần nữa lỡ hẹn với một danh hiệu quốc tế. Năm 2018, họ thua Pháp 2-4 trong trận chung kết World Cup.